À, đúng là hồng lộng gai như hồng đậm lộng, quyến hái hồng mà chớ sợ gai đông. Từng nhìn thấy em phơi phới màu hồng mà vội vã đưa tay ra hái. Vâng, để với chương trình giao lưu văn nghệ xin trân trọng giới thiệu anh Hai Quỳnh nên gửi tới quý vị cùng các bạn bài gọi đỏ. Bye.